Em xin chào tất cả mọi người nhé, chào tất cả cô chú anh chị yêu hoa lan nhé. Nay em lại lên rất là nhiều những mặt hàng thuần tại vườn nhà em cho các bác sưu tầm nhé. Đầu tiên em lên đây một giò đuôi cáo, giò này gồm có 3 cây các bác nhé, gồm có 3 cây. Đấy. 3 cây cáo xếp rất là đẹp đấy ạ. Mã số B74 có giá là 300 nghìn nhé, 300 nghìn cho 3 cây cáo, mã số B74. Đấy, ngọn nghiêng mở rất là đẹp đây các bác nhé, 300 nghìn mã số B74. Giò mã số B75 cũng là một giò đuôi cáo trồng trên một trong một cái chậu giớn đấy các bác nhé. Mã số B75, 3 cây có giá là 350.000 các bác nhé, 350.000. Cây xếp rất là đẹp, toàn cây xếp thẳng tưng luôn các bác nhé. Mã số B75 có giá 350.000. Tiếp theo ông lên là một giò tam bảo sắc. Giò tam bảo sắc. Đấy, chuẩn trên một cái cục gỗ nhãn nha các bác nhá, gỗ nhãn. Mã số B9 có giá là 200.000. 200.000 mã số B9. Rễ thì tùm rễ rồi. 200.000 mã B9. Mã số B71. Một giò chuỗi ngọc. Chuỗi ngọc B71. Đấy. Có giá là 200.000 nha các bác nhá, 200.000 mã số B71 200 chuỗi ngọc. Rất là nhiều thân tơ thân hoa đấy các bác nhá. 200.000. Tiếp theo lên một giò sơn thủy tiên. Sơn thủy tiên. Mã số B81 có giá là 200.000 ạ, 200.000 chậu sơn thủy tiên này, mã số B81 trồng trên một cái chậu nhựa phi 25 nhé. Giò tiếp theo lên là một giò Vanda, Vanda tím, Vanda tím mã số B51. B51 giò này còn được hai cành hoa như này các bác nhé, còn được hai cành nụ đây. Đấy, có giá là 900.000 nha các bác nhá, 900.000 mã số B51. Cây rất đẹp ạ. Đấy, cây xếp thẳng rất là đẹp các bác nhá. 900.000 mã số B51. Tiếp theo mã số B23. Một giò u lồi. 64 60 cm các bác nhé, B23 250.000 gồm có 10 cành, 10 thân hoa. Đây các mầm đang lên rất đẹp rồi các bạn, mầm đang lên rất đẹp rồi nhé. Đấy, mầm lên rất đẹp rồi, chỉ vài hôm nữa thôi là nó sẽ ra rễ đấy các bác nhé. Mã số B23 có giá 250.000. Cây thì cũng mới ghép thôi. Tiếp theo mã số B73. Đấy, một giò thanh đạm, mã số B73 có giá 150.000 các bác nhé. Cây đã bắt đầu bén rễ rồi ạ. Anh đạm dòng này sắp ra hoa rồi các bác nhá. Giò tiếp theo lên là một giò kiều tím. Kiều tím mã số B72 có giá 200.000 nhé, 200.000. Đấy, dòng này dòng kiều tím lùn nha các bác nhá. Đây, các bác nhìn xem những cái cây ngắn như này cũng đã ra hoa rồi các bác. Đấy, cái dòng lùn nó chỉ cây ngắn như này thôi. Ngắn hoặc dài hơn được tí, không dài nhiều đâu. Mã số B72 có giá là 200.000. 200.000 cho một cục kiều tím lùn như vậy. Đấy, một mớ rất là to rồi. Giò tiếp theo lên là một giò kiều vuông. Mã số B80 có giá 250.000. B80 250.000 kiều vuông. Đấy, thuần trên một cục gỗ như vậy. 250.000 kiều vuông. Mã số B80. Mã số B33. B33. Đấy, đây là một giò phượng vĩ. Giò này gồm có 10 cành nhé các bác nhé, 11 cành. Đấy, toàn những cành xếp đẹp nhé các bác nhé. Giò này toàn những cành xếp đẹp luôn. 180.000 mã số B33. Mã số B26 có giá là 150.000. Giò này được 10 cành. 10 cành, 150.000 B26. D26. B32. 15 cành hoa nhé các bác nhé. Cũng phượng vĩ 15 cành hoa có giá là 200.000. 200.000 15 cành hoa. Tiếp theo một giò đùi gà tròn. Đấy, 1 2 3 4 5 6 7 thân. 7 thân dài và 2 thân ngắn thì không khả năng ra hoa thì không nói nhé các bác nhé. Và mầm lên rất nhiều này. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19. Ui,
nay đếm ra hẳn 19 cái mầm non nó đang lên nha các bác nhé. Mã số B2 có giá 250.000. 250.000 mã B2. Tiếp theo một giỏ đơn cam, mã số B77 có giá là 380.000. Đấy, đơn cam thì đang mùa xuống lá thì chuẩn bị ra hoa rồi. 380.000 đơn cam. Tiếp theo một giỏ kiều vàng, mã số B42 có giá 280.000. B42 280.000 giỏ kiều vàng. Rất là to, thuần rất lâu, rễ rất đẹp rồi các bác nhé. B42 280.000 ạ. Giỏ tiếp theo một giỏ hoàng thảo xoắn. Hoàng thảo xoắn. Mã số B43 có giá là 600.000. 600.000 B43. Đây, gọn. Mầm non rất là nhiều và thân hoa cũng rất là nhiều đấy các bác nhé. Đây, toàn thân hoa đây. 600.000 mã số B43. Tiếp theo, một giò đùi gà dẹt mã số B79, B79 có giá là 200.000 nhé, B79 200.000 đùi gà dẹt. Giò tiếp theo em lên đó là một cái giò vương miệng rồng xanh, lũ bắt đầu đang chuẩn bị hé lở rồi các bác nhé. Đây, các bông hoa đang hé chuẩn bị lở rồi. Đấy, giò này cũng được hai cành hoa, thì chơi cành này trước và cành này chơi sau nhé các bác nhé. Mã số B55 có giá là 320.000. 320.000. Đấy. Vương miệng rồng xanh 320.000. Giò tiếp theo một giò tiểu kim long. Tiểu kim long. Đấy, dòng hoa lở vào Tết nhé các bác nhá. Dòng hoa lở vào Tết, mã số B76 có giá là 300.000. Đấy, dòng lá phát tài rất là đẹp đây. Đấy, những giò như thế này các bác trưng trên bàn thì thay vào một cái chậu sành, chậu sứ thì lên rất là đẹp nhé. Tiểu kim long 300.000. Tiếp theo là một giò tiểu thư Hàn Quốc. Đấy, một giò như vậy được 5 đến 6 ngòm hoa nha các bác nhá. Mã số B56 có giá là 300.000. 300.000 giò này được à? 1 2 3 4 5. Giò này được 5 ngòm hoa. B56 300.000. Tóc tiên hương dừa. Giò tóc tiên hương dừa. Mã số C12. C12 có giá là 150.000. C12 150.000 các bác nhé. Tóc tiên hương dừa. Tiếp theo lên một chậu kiều vàng. Còn trên một chậu nhựa đen đấy các bác nhé. Nhựa kiều vàng. Đấy, chậu này là chậu phi 21. Mã số C11 có giá 180.000 nhé. 180.000 chậu kiều vàng này. Mã số C11 180.000. Giò tiếp theo là một giò kiều tím. Kiều tím mã số B7 có giá là 280.000. 280.000 B7. Đấy. Rất nhiều thân tơ nha các bác nha. C75 là một giò hoàng phi hạc. Phần trên một củ gỗ như vậy. Đấy. Có giá là 200.000. 200.000 hoàng phi hạc. Tiếp theo mã số C84 là một giò kiều vàng rất là to các bác nhé. Có giá là 600.000 mã số 700.000 nhé. 700.000 mã số C84. Một giò rất là to. Đấy. Rất to luôn. Rất là nhiều thân tơ, thân hoa. 700.000. Tiếp theo một giò kiều mỡ gà. Kiều mỡ gà. Mã số 36 có giá là 280.000. Còn một cành hoa đây. Mã 36 280.000. Kiểu mỡ gà. Giò kiều vàng mã số C95 có giá là 200.000. C95 200.000 kiều vàng. Đây. Giò tiếp theo là một giò kiều tím rất là to các bác nhé. Kiều tím mã số B70 có giá là 600.000. 600.000 giò kiều tím đấy. Anh chị em có nhu cầu mua hàng thì liên hệ trực tiếp với em với số điện thoại là 0969 444 668. Số điện thoại của em đã kết nối Zalo rồi nhé. Rồi video của em xin kết thúc tại đây ạ. Dạ.